Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một cái loại thức ăn nhập khẩu dành cho chó hiện có bán tại thị trường Việt Nam là cái Benidoc. Thì tương tự như cái hôm là có hướng dẫn cái loại thức ăn Benidoc dành cho chó lớn đó các bạn. Thì đây là cái loại thức ăn thì theo cái nhãn ha, mình nói theo cái nhãn của nó là nhập khẩu và đã được cái nhà phân phối ở Việt Nam phân phối lại, cho nên mẹ trên cái nhãn các bạn thấy người ta in lại là có tiếng Việt luôn ha các bạn. Đây là cái thức ăn dành cho chó con mà các bạn thấy chữ puppy và nó có tiếng Việt luôn ha. Rồi thì tương tự như loại trước thì cái nhãn của nó thì trên cái nhãn mặt trước các bạn có tên thương mại nè, Benidoc. Rồi cái lô ngày sản xuất hạn sử dụng thì nó để ngay mặt trước luôn ha. Thì nó có đặc trưng, những cái đặc trưng cái loại thức ăn nó muốn thị trường người tiêu dùng nhớ tới thì để mặt trước này, thức ăn hoàn chỉnh cho các giống chó con, chó mang thai hoặc chó mẹ cho con bú các bạn. Đây là những cái loại mà cần cái hàm lượng dinh dưỡng khá cao, rồi giàu vitamin A, D, E, rồi dẫn như cái loại trước các bạn dành cho chó lớn thì cái đặc trưng dinh dưỡng của nó nhắm đến là cái cho hỗ trợ tiêu hóa nè, lông nè, xương, khớp xương và răng của con vật. Và tương tự như ở chó lớn thì cái dạng đóng gói này là nửa ký. Rồi bên này các bạn thấy nó có hai cái nhãn luôn ha các bạn, nhãn tiếng Anh và nhãn tiếng Việt bên này ha. Thì thay sẵn có tiếng Việt mình tìm hiểu tiếng Việt luôn ha. Thì hồi nãy nó đã nói là thành phần nó dành cho chó con và những cái con chó là đang mang thai và cho con bú. Rồi thành phần nguyên liệu thịt và phụ phẩm động vật, thịt như là thịt heo nè hoặc cá, phụ phẩm động vật như là bột thịt, bột cá. Còn cái ngũ cốc các bạn làm tắm, cám, bắp rồi đó các bạn. Phụ phẩm thực vật như là bánh dầu nành, bánh dầu phộng, dầu mỡ và các loại khoáng bổ sung. Khoáng bổ sung như là khoáng đa lượng và vi lượng. Khoáng đa lượng như là canxi, phosphor pho các bạn. Thành phần phân tích là trên 32%. Cái này các bạn so với một số cái loại thức ăn Hàn Quốc, có cái bịch này đây. Bây giờ ví dụ như là cái loại này là 32% ha. Các bạn thấy cái của Hàn Quốc là 35%, cho nên mình thấy có một cái đặc trưng chung á các bạn. Cái này là mình nói theo cái nhãn hàng thôi ha, là cái thức ăn hàng của Hàn và của Mỹ, hình như là người ta chú xin lỗi, cái này là của Tây Ban Nha, người ta chú trọng tới cái hàm lượng đạm cao hơn so với những cái loại trước mình đã giới thiệu các bạn. Ví dụ cái Smart Hub thì tầm khoảng 26% thôi, cái hàm lượng đạm nó hơi trung bình chút xíu. Đó là tùy cái lựa chọn và cái mong muốn của nhà sản xuất các bạn và cung cấp cho cái loại chó ở giai đoạn tuổi nào. Rồi chỗ này nó có để thêm là các bạn phụ gia bổ sung vitamin, tiền vitamin và các chất bổ sung có tác dụng tương tự như là vitamin A nè, D. A là tốt cho da, cho mắt, D là cho xương và E là cho da, cho sinh sản các bạn. Còn B1 nè, B6 rồi biotin, niacin đều là cái nhóm vitamin nhóm B ha các bạn. Kiểm tra hướng dẫn cho ăn và cũng tương tự như những loại khác thì trên này nó có cái nó có định lượng cho con vật ăn á các bạn hàng ngày. Thí dụ như chó mà trong khoảng nửa ký tới 5 ký thì ở cái tầm này là tầm vóc và tối đa các bạn là 5 ký. Con chó mà tầm vóc trong khoảng là 5 tới 10 ký, tầm vóc trong khoảng 10 tới 20 ký, tầm vóc trong khoảng 10 tới 40 ký thì giai đoạn 2 tháng tuổi, không tới 2 tháng tuổi thì nó ăn tối đa là khoảng 80 gram. 2 tới 4 tháng thì tối đa là 120 gram, 4 tới 6 tháng thì là 120 gram. Rồi 6 tới 12 tháng là 120 gram là tối đa. Rồi.
Bạn thấy đây là cái mức mà nó duy trì tới giai đoạn trưởng thành đó các bạn, là cho ăn rải 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 đều trong ngày là khoảng là 120 gram là vừa, và cái số bữa các bạn cho là ít ít thôi, đừng cho nhiều quá, hết thì cho thêm á các bạn, nhiều quá nhiều khi là vi sinh nó bám vào là cái thứ nhất, thứ hai là bụi, cái thứ ba là kiến gián nó bò vào các bạn. Ta nói cho con thì chia nhiều bữa, chó mà lớn lớn xíu là giảm bữa lại, ba bữa ăn thôi. Còn từ 4 tới 6 tháng thì mình duy trì cho ăn 2 lần trên ngày là vừa. Thì tương tự như cái loại thức ăn cho lớn á, các bạn có Benidorm này á, thì nhà sản xuất có của nó là công ty Nugapet ha, của Tây Ban Nha. Rồi còn cái dưới này là công ty phân phối sản phẩm lại hay các bạn khi đến thị trường Việt Nam ha. Rồi bây giờ mình coi thử bên trong cái sản phẩm này nó như thế nào hết các bạn. Mình thấy cái viên á, nó bạn cũng tương tự như cái viên nha, cái màu sắc á nó cũng tựa tựa như cái màu của cái Benidorm mà dành cho trẻ lớn, nhưng cái kích cỡ cái viên nó nhỏ hơn nhiều các bạn, cái mi nó nhỏ hơn nhiều nè, và hình vuông ha. À, nó khác với cái loại mà cho chó con của thức ăn Trino của Hàn Quốc hôm trước đó các bạn. Để mình để thử cho các bạn coi đó. Rồi, cái Trino cho chó con hôm trước này các bạn. Thì mình nhắc lại ha. Thì vẫn như lần trước thôi, mình không có quảng cáo cho bất kỳ cái sản phẩm nào cả, nhưng mình hướng dẫn cho các bạn để chúng ta cùng tăng cái lựa chọn cho con ở vật nuôi của mình. Mình muốn con vật của mình phát triển theo hướng nào và cái điều kiện kinh tế ở nhà của mình, rồi hoặc là mình sử dụng cái sản phẩm đó thường xuyên hoặc chỉ cho ăn rải rác. Mình hiểu nhiều hơn thì mình sẽ tăng lựa chọn cho con vật ở nhà của mình ha các bạn. Rồi, ở đây là cái Benidorm và cái này là Trino dành cho chó con hết các bạn. Hôm trước thì mình đã có cái smart hết cho chó con rồi á. Nếu mà có thời gian thì các bạn xem lại để mình cùng so sánh ha, cái loại nào phù hợp với vật nuôi nhà mình hơn. Rồi.